nhìn chằm chằm con rắn dưới nước. Anh ta cúi người xuống chậm chạp đến gần, sau đó nhào vào nắm lấy đuôi rắn, tránh con rắn tấn công trước. Chú ý dưới chân đừng để bị rắn cắn, rồi dùng tay phải men theo thân rắn nắm lấy đầu nó. Thế này mới khống chế hoàn toàn được nó. Mặc dù người đàn ông có hơi sợ, nhưng còn không ăn thì sẽ biến thành ma đói. Anh ta cắn một cái gân xanh nổi hết lên, dùng sức xé da rắn ra nuốt nó vào bụng. Đây là một trải nghiệm sinh tồn rừng rậm chân thực. Nam chính tên Dieter Dingler là một lính Mỹ bị bắt làm tù binh chiến tranh. Năm đó Dieter trốn từ nhà tù ra, cuối cùng gầy còn da bọc xương. Cuộc đời của anh ấy đã được chuyển thành phim. Hôm đó nam chính đang chấp hành một nhiệm vụ, ai ngờ lại bị người bản địa tấn công, máy bay không may rơi vỡ. Sau đó anh ta bị người Lào bản địa bắt. Người đàn ông Lào bắt đầu ngược đãi nam chính, dùng dây thừng trói chân anh ta lại, phía trước buộc vào một con bò kéo anh ta đi, còn túm nam chính lên nhét vào trong giếng. Một lát sau lại ấn anh ta xuống nước, khiến anh ta sống dở chết dở. Chơi đủ rồi, nam chính bị đưa đến một nhà tù bản địa. Mặc dù nam chính vẫn luôn bị hành hạ, nhưng anh ta chưa từng từ bỏ suy nghĩ chạy trốn. Theo như quan sát, anh ta phát hiện vì nơi đó quá nghèo nên làm nhà tù cũng rất đơn sơ, chỉ có một vọng gác để trông coi, tầm nhìn rất hạn hẹp. Nhà tù do tường gỗ vây thành, cũng không khó vượt qua. Ngay cả nơi nhốt nam chính cũng chỉ là một căn nhà cỏ, ban ngày chỉ có 6 người bản địa thấp bé trông coi, phòng bị rất yếu mỏng. Điều quan trọng là nơi này còn có 5 người Mỹ bị nhốt, bọn họ có thể dễ dàng giao lưu bằng tiếng Anh. Người bản địa lại nghe không hiểu, nhưng bạn tù lại nói với nam chính, thứ anh nhìn thấy chỉ là bề ngoài, nơi khó thoát thực sự của nhà tù này chính là cánh rừng bên ngoài. Nơi đó địa hình phức tạp, thú dữ sinh sống, ngoại trừ không có nước còn bị người bản địa đuổi giết, không trốn được 2 ngày hoặc là bị bắt về, hoặc là chết nơi hoang dã. Bạn tù còn nói mỗi đêm họ đều bị khóa lại với nhau, chân bị miếng gỗ giữ lại, tay bị xích sắt trói buộc, không chạy được. Nam chính nghe thế, nói điều này không làm khó được tôi. Ngày hôm sau anh ta bảo mấy người bạn tù phối hợp với anh ta, đồng thời tản đi các nơi khác nhau. Mấy người trông coi chỉ đành đi qua kiểm tra. Nam chính thì đến trước mặt một anh đầu trọc, nói là muốn bóp kem đánh răng để đánh răng, thực tế là nhổ cái đinh phía sau. Về phòng giam, anh ta đặt cái đinh lên viên đá để gõ, mỗi lần gõ xuống đều bảo bạn tù phát ra tiếng, để tránh bị người trông coi bên ngoài chú ý. Cái đinh nhanh chóng bị anh ta mài vừa nhỏ vừa sắc. Đến tối, nam chính nhổ cái đinh giấu trong miệng ra, khều khẽ một cái, còng tay đã bị anh ta mở ra. Đây là thủ thuật anh ta học được trong quân đội. Cứ như vậy bọn họ đã có nhiều thời gian hoạt động tự do hơn, có thể chuẩn bị vượt ngục đầy đủ hơn. Vượt ngục bắt đầu, mỗi ngày nam chính đều sẽ lén ngậm cơm trong miệng, sau đó về phòng giam thì nhổ cơm ra, cho vào một cái hộp để tích trữ lương thực sau khi vượt ngục. Vì ngoài nhà tù là một khu rừng rậm nguyên sinh, cần đi bộ rất nhiều ngày, phải chuẩn bị lương thực đầy đủ một chút. Đến tối, một đám người dùng dao tự chế cạy miếng gỗ lát sàn nhà ra. Nam chính xuống dưới căn nhà tranh, đi đến chỗ tường rào, điên cuồng đào hố, mở một lỗ trên tường rào. Như vậy tuyến đường chạy trốn đã quyết định xong. Tiếp theo là đợi thời cơ. Nam chính phát hiện mỗi lần khi các cảnh vệ ăn cơm đều sẽ để súng tại một chỗ, bọn họ định nhân cơ hội cướp súng đánh chết cảnh vệ. Rất nhanh cơ hội vượt ngục đầu tiên đã đến. Nam chính lấy cái gương đã giấu kỹ ra, vạch lớp lá trên nóc nhà ra, lợi dụng phản xạ của tấm gương quan sát hành động của người canh gác bên ngoài. Nhìn mãi nhìn mãi, anh ta bỗng nhiên kêu lên, có người canh gác đang đi vào đưa cơm. Tất cả bọn họ chỉ có thể thu dọn công cụ vượt ngục trở về vị trí, đeo còng tay lên ngoan ngoãn nằm xuống. Lần tới họ dùng miếng gỗ làm ký hiệu chiến thuật hành động, thì một khẩu súng chĩa vào đầu. Cảnh vệ đã phát hiện hành động khác thường của tù nhân, nhưng cảnh vệ không hiểu tiếng Anh. Bạn tù nhanh chóng ra dấu nói chúng tôi đang chơi trò chơi, thế mới thoát được một kiếp nạn. Lần thứ ba cuối cùng cơ hội đã chín muồi. Nam chính thoát theo nền nhà khỏi căn nhà tranh trước, mấy người lại đến bên cạnh tường bao, cào đất ra rồi dỡ tường rào, thành công trốn ra ngoài doanh trại. Theo kế hoạch, nam chính trộm súng thành công, anh ta định tấn công vào nơi ở của cảnh vệ. Nơi đó có thứ anh ta cần. Đối phương mặc dù có tổng cộng 7 người, nhưng chỉ có một người mang súng. Nam chính xông ra bắn chết người cầm súng, còn lại mấy người thì đã thành thạo rồi. Điều kỳ lạ là vốn dĩ đã hẹn với đồng bọn khác đánh bọc trước sau, bây giờ người chết rồi những người khác vẫn chưa tới. Xem ra nam chính bị cho leo cây rồi. Không quan tâm nhiều như thế, quân tiếp viện của định có thể đến bất cứ lúc nào. Nam chính nhanh chóng lấy đồ có tác dụng, chuồn đi cùng với một đồng bọn khác. Nhưng tiếp theo đây còn khó khăn hơn, họ cần phải băng qua khu rừng nguyên sinh nguy hiểm trùng trùng. Đầu tiên là không thể đi bằng con đường đã khai hoang, mặc dù như thế có thể thoát được thú dữ, nhưng dễ bị người bản địa phát hiện. Bọn họ chỉ đành băng qua rừng cây từng chút một, có khi gặp phải mưa bão cũng coi như chuyện tốt, vì chỉ cần há miệng là có thể uống nước ngọt. Đói thì cầm cơm đã chuẩn bị từ trước ra ăn, nhưng đột nhiên một dòng bùn đá ập đến, cuốn phăng hai người xuống dốc. Người bẩn còn dễ, tìm cái hang động lau qua loa là được, nhưng thức ăn cũng bị cuốn đi rồi. Ngày tháng sau này phải làm sao? Sau khi mưa tạnh, nam chính nhìn thấy một con sông, anh ta đoán đó là sông Mekong, chỉ cần làm một cái bè trôi theo dòng sông ra ngoài là có thể vào được Thái Lan, đến lúc đó sẽ ngồi máy bay về Mỹ. Vì thế hai người làm một cái bè gỗ, đồng đội nằm bò ở trên đắp một lớp lá cây để che tầm mắt, nam chính thì ở dưới nước bám theo chiếc bè gỗ tiến lên. Trôi mãi dòng nước lại ngày càng xiết, hai người lập tức nhận ra trước mặt là một thác nước, lập tức bỏ thuyền. Dòng nước không ngừng cuốn hai người về phía trước, phí rất nhiều sức lực hai người mới đỡ nhau vào đến bờ, còn con bè gỗ cũng theo dòng nước rơi xuống dưới thác, vỡ thành từng đoạn gỗ. Đi đường thủy đã thất bại, hai người thẫn thờ bị mưa xối lên đầu. Đúng lúc này nam chính cảm thấy cơ thể có hơi kỳ lạ,
Anh ta vạch áo lên, mấy con đỉa bám vào người anh ta, trong đó có một con bám chặt vào thịt nam chính. Anh ta nhịn đau khó khăn nhổ nó ra, con đỉa lập tức bám vào ngón tay anh ta, đến khi chỉ còn lại một con cuối cùng. Trên người anh ta đã có những vết máu lớn nhỏ khác nhau. Nhìn con đỉa, thậm chí anh ta còn có ý định ăn sống nó. Bởi vì anh ta đã bị kẹt trong khu rừng này rất nhiều ngày, không chỉ phải đối đầu với thời tiết thay đổi chẳng báo trước, còn phải nghĩ cách lấp đầy cái bụng. Có lúc gặp được người dân gần đó đang bắt cá, nam chính cũng không dám đến cướp. Một khi xảy ra đọ súng, rất có thể bị bắt về nhà tù. Đợi đối phương rời đi, nam chính đến gần nơi bắt cá, xem có bỏ lại thứ phế phẩm sinh hoạt nào không. May mắn nam chính tìm được một đôi giày rách, có thể không cần đi chân đất nữa rồi. Nhưng nam chính không tự dùng mà cho bạn đồng hành, vì bạn đồng hành cần chăm sóc hơn anh ta. Đi thêm vài ngày, quả nhiên bạn đồng hành bắt đầu tuyệt vọng, đi đường cũng phải đỡ. Anh ta nói với nam chính hay là bỏ lại anh ta ở đây đi. Nam chính không đồng ý, không ngừng cổ vũ anh ta vực lại tinh thần. Chính tại lúc này, nam chính phát hiện hai chiếc trực thăng trên trời. Đây nhất định là đồng đội. Nam chính điên cuồng hét lên, khua hai tay, hoan hô mình cuối cùng cũng được cứu. Nhưng chiếc trực thăng bay qua đầu anh ta, không hề nhìn thấy anh ta. Nam chính không thất vọng, anh ta dùng hai miếng gỗ ma sát vào nhau tạo lửa, đốt sạch nhà cỏ gần đó. Đợi đến khi máy bay bay qua lần thứ hai, lần này chú ý đến tôi rồi chứ. Ai ngờ đối phương tưởng nam chính thành quân địch, điên cuồng bắn anh ta, không được cứu, còn suýt nữa mất mạng. Hai người lại rơi vào đường cùng. Cuối cùng nam chính đi đến đường cùng, đã đưa ra một quyết định sẽ khiến anh ta hối hận cả đời. Hai người đi đến trước mặt người bản địa, quỳ xuống cầu xin, hy vọng họ có thể cho chút gì ăn. Nhưng đối phương trực tiếp giơ dao lên làm bị thương người bạn đồng hành. Giơ dao một lần nữa, người bạn đã chết. Nam chính điên cuồng gầm giống, lại trốn vào rừng, cầu xin giúp đỡ chỉ có thể tìm đường chết. Nhưng đã rất lâu rồi không ăn gì, phải làm sao đây? Mấy ngày sau, nam chính bụng đói cồn cào nhắm đến một con rắn sống. Anh ta túm lấy đuôi rắn, men theo người khống chế đầu rắn, sau đó trực tiếp dùng răng cắn, xé ra rắn lót dạ. Nhai mãi nhai mãn thì lại có một chiếc trực thăng bay đến. Anh ta nhanh chóng cầm một tàu lá to, dốc sức vẫy gọi. Lần này chẳng có bất cứ vui mừng nào, cầu xin máy bay có thể nhìn thấy anh ta, cầu xin hy vọng có thể đáp xuống. Đáng tiếc máy bay vẫn ngày càng bay xa. Nhưng bỗng nhiên máy bay lại quay ngược lại, nam chính lại gào lên, tiếng hét cũng chuyển từ thất vọng thành hưng phấn. Không sai, máy bay đã phát hiện ra anh ta. Nam chính điên cuồng hoan hô, sướng quá, còn không cẩn thận ngã một cái. Nam chính bám vào sợi dây máy bay thả xuống, trốn thoát thành công. Người lính Mỹ cứu anh ta, còn phát hiện một chiếc giày rách trong túi anh và một con rắn ăn còn một nửa. Cuối bộ phim, anh ta được các đồng đội hộ tống đến căn cứ trước đây, nơi đó có rất nhiều người. Tướng quân chào anh ta, hoan nghênh anh ta về nhà. Nhân vật chân thực Peter Dinkler sau khi thoát ra đã gặp sự cố rơi máy bay 4 lần, chứng tỏ anh ta vẫn còn nhỏ nhem lắm. Điều này có lẽ nói với chúng ta, tầm này vừa ăn vừa xem review phim là sướng lắm rồi.